Chiều nay, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp ông Cho Ju Ho, Tổng giám đốc tổ hợp Samsung Việt Nam nhân dịp đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường và Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài. Chào đón ông Cho Ju Ho đến thăm Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao việc đầu tư của Samsung tại Việt Nam, bài bản và có chiều sâu. Sau đại dịch, kinh tế xã hội Đà Nẵng phục hồi nhanh và thành phố có nhiều điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có Samsung đến đầu tư. Bí thư Thành ủy cho rằng định hướng phát triển của Samsung có nhiều tương đồng với ưu tiên phát triển của thành phố là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ. Mong muốn Samsung nghiên cứu đầu tư vào Đà Nẵng thời gian tới. Thành phố đang triển khai các chính sách hỗ trợ và sẽ luôn tích cực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào thành phố. Ông Cho Ju Ho cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố và bày tỏ ấn tượng về sự phục hồi cũng như môi trường đáng sống của Đà Nẵng và đánh giá thành phố có nhiều điều kiện tốt với các nhà đầu tư. Đến nay, Samsung cũng đang triển khai thử nghiệm thiết bị 5G tại Đà Nẵng và mong muốn sớm được thương mại hóa. Hiện nay, Samsung định hướng đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và sắp tới sẽ hỗ trợ hai doanh nghiệp tại Đà Nẵng về sản xuất thông minh. Đây là cơ sở bước đầu để tính toán tiếp tục mở rộng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng, hình thành hệ sinh thái Samsung.